Những thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu chuyển đến quý vị trước tiên. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu, dịch vụ lưu trú, ăn uống chỉ đạt 87,8%. Tổng mức bán lẻ hàng đạt 98,8% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 95,8% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp đạt 97,9% kế hoạch. Giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng ngân sách tỉnh đạt gần 74%. Giải ngân vốn các công trình đầu tư bằng ngân sách thành phố đạt 61,7% kế hoạch. Chỉ tiêu kinh tế duy nhất vượt kế hoạch năm đó là thu ngân sách vượt 56%. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Vũng Tàu đã huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo đời sống cho nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị tổng kết năm, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án mới, tiếp tục triển khai khâu đột phá của thành phố về lập lại trật tự đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chuyển đổi số đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị thành phố Vũng Tàu tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với các nhiệm vụ chính yếu của tỉnh về phục hồi phát triển kinh tế và an dân, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, giữ vững tinh thần và an toàn tính mạng cho nhân dân, quan tâm thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.